Chào mừng các con quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1. Các con thân mến, ở video trước chúng mình đã được tìm hiểu về ba vần: vần om, vần ôm và vần ôm. Con hãy phát hiện giúp cô điểm giống nhau giữa ba vần này là gì? Đúng rồi, chúng ta có thể thấy cả ba vần om, ôm, âm đều kết thúc bằng âm m. Các con nhìn thấy một lần nữa âm m trong vần om, âm m trong vần ôm và âm m trong vần âm. Như vậy, các con đã được củng cố kiến thức của bài cũ. Để vào bài học, cô mời các con theo dõi hình ảnh. Hình ảnh có thể vẽ hai anh em thỏ và voi đang cùng nhau ngồi dưới bầu trời. Theo con, hai anh em đang làm gì? Đúng rồi, chúng ta có thể thấy hai anh em thỏ và voi đang ngồi dưới bầu trời đầy sao và hình như chúng đang cùng nhau ngắm sao. Từ hình ảnh này, cô có câu văn: hai anh em voi và thỏ cùng ngắm sao đêm. Cô đọc lại câu văn này một lần nữa. Hai anh em voi và thỏ cùng ngắm sao đêm. Con theo dõi nhé. Trong câu văn này, cô in đậm vần em và vần êm trong tiếng đêm. Hai vần đã được in đậm màu đỏ này chính là nội dung của bài học hôm nay các con ạ. Chúng mình vào bài mới tìm hiểu về vần em và vần êm. Đầu tiên, cô mời các con cùng nhận biết hai vần này. Chúng ta theo dõi nhé. Cô có chữ cái ghi âm E kết hợp với chữ cái ghi âm M. Cô nhắc lại một lần nữa bằng các thể chữ. Cô có sự xuất hiện của chữ cái ghi âm E và chữ cái ghi âm M, gọi tắt là chữ E kết hợp với chữ M, cô được vần em. Thay âm E bằng âm E. Khi con nhìn thấy âm E kết hợp với âm M, chúng mình được vần em. Các con quan sát lại hai vần này một lần nữa. Cô có âm E kết hợp với âm M, được vần em. Âm E kết hợp với âm M, được vần em. Vậy thì điểm giống nhau và khác nhau giữa hai vần này là gì các con nhỉ? Chúng mình thấy cả vần em và vần êm đều kết thúc bằng âm M. Các con có thể nhìn thấy hai âm M ở hai vần này. Còn sự khác biệt đó là vần em thì có âm E đứng trước âm M. Còn vần êm mình thấy âm E đứng trước âm M. Như vậy, các con đã được giới thiệu về hai vần em, êm, cũng nhận ra điểm giống nhau và khác biệt của hai vần này. Cô mời các con cùng củng cố kiến thức nhận biết này trong câu hỏi tương tác sau đây. Cô cảm ơn các con, chúng mình đã nhận biết rất chính xác. Phần tiếp theo, chúng mình cùng xem hai vần này được đọc thế nào. Đầu tiên, vần em. Cô mời chúng ta cùng đọc nhé. E, M, em. Và vần êm, chúng mình cùng đọc. E, M, êm. Em, êm. Với vần êm, cô có bốn chữ cái ghi âm. Đó là các chữ cờ, ca, gờ, gờ. Chúng mình nhìn thấy gờ đơn, gờ kép. Theo con, với bốn âm này, âm nào có thể làm âm đầu để kết hợp với vần em? Rất thông minh!
Chúng mình nhớ quy tắc chính tả. Chỉ có âm ca, âm g là g kép hoặc ng kép mới kết hợp được với âm e. Do vậy, ở đây các con thấy âm ca và âm g là g kép kết hợp được với vần em. Khi cô thêm dấu phù hợp, các con hãy cùng cô đánh vần hai tiếng này nhé. Ở bên trái màn hình các con nhìn thấy tiếng ca, em, kem, kem. Ở bên phải chúng mình đánh vần được g, em, gem, sắc, ghém, ghém. Với tiếng kem, thêm dấu phù hợp, các con được các tiếng. Chúng mình cùng đọc với cô. Kèm, kém, kẽm. Còn ở vần êm, cô có bảng. Với hàng dọc thứ nhất là âm đầu, hàng dọc thứ hai là phần vần. Con thử xem các ô trống ở hàng dọc thứ ba chúng mình có những tiếng nào. Chúng mình có được tiếng. Con hãy ghép từng tiếng với cách đọc tương ứng của nó nhé. Rất chính xác. Cô mời các con cùng đọc lại để kiểm tra đáp án của mình. Chúng mình đánh vần được n, êm, nem. Tờ, êm, tem. Nem, tem. Với tiếng nem, cô cũng có thể có các tiếng thêm dấu phù hợp, đó là nếm, nệm. Như vậy, các con đã được đọc các tiếng chứa vần em, vần êm. Để củng cố kiến thức của phần đọc này, chúng mình cùng tương tác trong những câu hỏi sau nhé. Như vậy, chúng ta đã được đọc các tiếng chứa vần em, vần êm. Video bài giảng của chúng ta tạm dừng ở đây. Phần tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ gặp lại trong video tiếp theo các con nhé.